hay cắn được mà tội cái đó đúng rồi. Thank you.
chạy khu trong kia xong nha các bạn. Bây giờ anh ra ngoài này các bạn ơi. Thôi rồi, rồi kìa. Cái này nói chung nó hết hết lúc hai rồi, nhưng mà nó hết lúc rồi. Mình chỉ còn hết lúc hết rồi đó. Nó còn lại ba cái mà cái trứng nè nè. Rồi nó sẽ dậy các bạn ơi. Thì tài xế như là ông chú này nè. Đó. Chú không ấy luôn rồi. Thở lên nó chạy luôn các bạn ơi. Lúng mùa này đã cá lúng luôn, đi mưa gió rồi nè, họ lại trái xuống bức lúa liền vô nè. Kia nữa, nhưng mà bữa nay có cái máy này cắt không mà nghe anh em, máy này thôi thì bữa nay không cắt, máy nó lên chạy là tại đất lúng quá, nó lên nó chạy đấy các bạn ơi. Chạy vòng quanh kia rồi mới vô được các bạn ơi.